Gacha đó chính là gì? Gacha Live đó chính là Gacha World của Bully Man Game. Có trò chơi mới nhất năm 2020, có Gacha chứ, có nghiền Gacha, có rồi. Về 6.6 có bóng nhảy mới hắn rồi, đem nhảy mới hắn rồi chứ, loại thoát có chiến đấu Gacha World, thế giới của Gacha có rồi, loại thoát nhanh lên mới hắn rồi loại thoát cầm báo mới hắn rồi, nhiều quá hắn rồi, nhanh lên có rồi, có Gacha World. Gacha Live đó chỉ là Gacha World có mới nhất năm 2020 của Bully Man Game, Bully Man thôi, có rồi. Trên điện thoại mới, trên di động, trên iOS và Android, Google Play Store mới hắn rồi nhanh lên mới hắn rồi, Gacha có rồi, đi nhanh lên à, từ sau có rồi, nhảy 2 lần nhảy có rồi mới luôn đó, có rồi bùm có con. Trò chơi Gacha World có soạn ngày 27/1/2020.